Huyền thoại âm nhạc Mỹ Tony Bennett qua đời. Trong sự nghiệp lẫy lừng của mình, danh ca vĩ đại Tony Bennett đã phát hành hơn 70 album, giành được 20 giải Grammy danh giá, trong đó bao gồm cả giải thành tựu trọn đời. Là một trong những danh ca vĩ đại của thế kỷ 20, Tony Bennett thường chia sẻ rằng ông mong muốn tạo ra một danh mục những ca khúc ăn khách hơn là những đĩa nhạc ăn khách. Trong sự nghiệp lẫy lừng của mình, ông đã phát hành hơn 70 album, giành được 20 giải Grammy danh giá, trong đó bao gồm cả giải thành tựu trọn đời. Nhận được nhiều sự kính trọng từ các nghệ sĩ nhiều thế hệ cũng như sự yêu mến của người hâm mộ. Ông qua đời ngày 21 tháng 7 năm 2023, khi chỉ còn 2 tuần nữa là tới sinh nhật lần thứ 97 của mình.